Chào các bạn, hôm nay Phong sẽ review về cách gói đồ của con mặt Phương ha. Đây là Phong đã mua một cái hộp mà đựng dụng cụ 3 tầng giá 190.000, phí ship là 25 hay 23.000 gì đó. Các bạn có thấy rõ không? Cái hộp to đùng đùng luôn á. Bạn thấy nó gói không? Chắc bao rẻ lắm hay gì á, nó gói quá trời luôn. Cầm mà thấy dày rồi. Để con khui ra cho các bạn thấy ha. Không biết giờ khui ra từ đâu bây giờ cho nó hợp logic mà dễ mở ra nhất. Ở ngoài là keo của bưu điện, ở trong này nó còn dán một lớp keo của nó nữa. Con này chắc nó sợ ai ăn cắp, ăn giật, ăn giật gì của nó hay sao. Đây rồi, các bạn tìm cho kỹ nha. Con này xài bao tốt lắm, ráng giữ cái bao chừng nữa đừng khác. Con sẽ cắt thật khéo léo để không hư cái bao. Công nhận con bưu điện này chắc ở chung nhà với nó được nè, gói cũng dán keo cũng kỹ chứ sợ. Này thấy không, chết rồi, hư bao rồi, út cuộc cũng hư cái bao rồi, dốt ghê. Nó dán không, lấy hai ba cái bao ịt lên á, chứ không có bao nào mà bự mình kiểu như vậy mà bỏ vô đâu. Hư cái quai thôi nè. Nặng ra, vũ ra. Ê, một lớp bọc rồi, một lớp bọc ha. Cái này là lớp bọc thứ hai. Ít rồi, rồi hai lớp bọc. Bọc ở ngoài là một lớp bít tông, cái này bít tết kiểu cái miếng mà nó ở trong dày hoặc là hay là hay dùng để lót mấy cái thứ mà cho nó này nó dễ vỡ đó, chứ bít tông là mấy cái miếng tường rồi nó lộn. Trong còn có bọc nữa các bạn, chắc là cái bọc của cái hộp đó mà, nhưng mà Phong đã cắt sách rồi. Có chi tiết màu xanh như này ha, bọc như vậy là cực kỳ kỹ luôn á. Các bạn có biết tại sao Phong quay clip này không? Tại vì á, nghe nó than với Phong á là khách chê nó xích mắt. Nói thật sự á, những bạn nào mà từng mua hàng của con này á, thì biết á, nó được cái á, bọc của nó là vô biên ấy, làm như là nó là cái dựa bán bao bán bọc vậy, bao bọc phải nói là thôi rồi luôn. Rồi, đây thấy miếng bít tông xả lửa đủ lắm luôn á, chứ không phải giỡn đâu ha. Chà bá luôn. Không biết bít tông, trời tôi nói thiệt, cứ quen miệng tôi cứ kêu nó bít tông hoài, cái tiếng đi tiếp. Đó. Đó, thấy không? Đủ quá trời luôn. Cái này lót dài, lót dép êm lắm. Cái này á, các bạn giữ lại á, để dành chêm vô cắt nhỏ, cắt miếng tròn tròn bạn, để bạn chêm vô trong giày dép, mà nếu mà giày dép mình bị lỏng á, cũng được nữa.
dài. Phải mở khóa ra. Hết chứ bộ. Tám luôn á. Có chiếc bí đó nè. Chiếc bí này chiếc bí để kim kim đó các bạn. Tám luôn. Đẹp chứ bộ. Đẹp mà đẹp. Thích cưng quá à. Có thể đựng nè. Đựng chỉ. Những cái mã màu chỉ lớn á. Chỉ nhiều mình có thể đựng được vô đây ha. Thầy ơi có một tay khó khăn quá. Em chú bộ cái này mình có thể để nguyên cuốn chát rồi kéo rồi giúp mình có thể để hết trên này gì lại hết hồn tưởng tư luôn hà. Cái này tháo ra được nè các bạn, có thể là nếu mình muốn mà cái chạy này lớn hơn mình có thể tháo ra được như vậy nè, cũng khá là tiện dụng chứ hả. Cái này cũng tháo được luôn, tháo được hết nè các bạn. Cho cái trên ngang trên cùng là cực ngắt thôi, còn ở dưới là hai tầng này chúng ta có thể tùy cơ để mà thay đổi một cái sử dụng. Đẹp ha. Rồi 190 được. Tốt việc. Rồi thế là các bạn, chúc mọi người vui vẻ. Cái này chỉ là clip coi khách cho Nguyên thôi. Nguyên còn Yên Phương đó. Vậy ha. Bye bye. Chúc các bạn có vui vẻ. Và hãy nhấn xem tiếp thứ hai của phần về những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh mà Phong sẽ làm trong tối hôm nay. Bye bye.